Có thể bạn đang buồn, bạn đang tuyệt vọng, đang cảm thấy chán chường và bế tắc vì áp lực của cuộc sống, công việc, hay bạn đang nhìn vào cuộc sống, hạnh phúc của người khác để thầm ao ước và ghen tị. Nhưng bạn có biết rằng ngoài kia vẫn có những con người đang ngày đêm thèm khát có chén cơm đầy để ăn, có nước sạch để uống, hy vọng có điện để thắp sáng cả tương lai, mong ước một bữa cơm đủ đầy với người thân bên cạnh, có mái nhà vững chãi để ở, con đường nhựa để đi, hay một cây cầu bắc qua sông mùa nước lũ. Nhưng đó vẫn mãi mãi chỉ là ước mơ. Đói rét, thiếu ăn, thiếu mặc, bệnh tật triền miên, khi con chữ dần xa dần với đám trẻ. Bởi con đường từ nhà đến trường học, trẻ con ở vùng cao phải trải qua biết bao là đèo, biết bao là suối, với rất nhiều những hiểm trở. Đối diện với nỗi cô đơn khi về già, khi không có người thân bên cạnh, họ trở nên bất lực, thậm chí có khóc cũng trốn vào một góc kín đáo vì sợ làm phiền đến hạnh phúc của những người xung quanh. Và chúng tôi lại khắc khoải với câu hỏi: làm sao để có thể nâng đỡ những mảnh đời khó khăn này? Làm sao để giúp cho các em của chúng ta có cơ hội được đến trường? Làm sao để cho các trẻ mồ côi và khuyết tật được nhận tình cảm yêu thương? Và làm sao để chúng ta có thể cùng chung tay để giúp đỡ những hoàn cảnh này? Và thật may mắn, chúng tôi đã tiếp cận được với triết lý Give What You Want, trao đi điều bạn muốn, từ chương trình Năng Đoạn Kim Cương do công ty AKLC tổ chức, nay là công ty DCI Việt Nam, với khát khao được giúp đỡ người khác. Từ đó, cộng đồng DCI Việt Nam cũng như quỹ DCI Việt Nam chính thức ra đời. Hành trình của chúng tôi bắt đầu bằng tình yêu, sự thấu cảm và hơn hết là mong muốn được trao đi. Vì chúng tôi hiểu rõ hơn ai hết, giúp đỡ người khác cũng chính là giúp chính mình. Bởi điều tốt ta trao đi rồi sẽ quay trở lại. Năm 2016, khởi đầu cho chặng hành trình đầy cảm xúc, chúng tôi trao tặng 13 căn nhà tình thương và các hoạt động ý nghĩa khác với tổng số tiền hơn 500 triệu đồng. 3 năm sau, đến năm 2019, cộng đồng DCI Việt Nam đã cùng nhau xây dựng tổng cộng 330 căn nhà tình thương, 4 cây cầu và 6 điểm trường với tổng số tiền hơn 15 tỷ 662 triệu đồng. Bắt đầu từ năm 2020, khi bức tranh toàn cảnh về kinh tế khoác lên một màu ảm đạm, tưởng chừng như những khó khăn sẽ khiến cho thành viên của cộng đồng DCI Việt Nam sẽ chùn bước. Thế nhưng, với quan niệm khi mọi người càng khó khăn thì cũng chính là lúc mà tinh thần của những con người DCI cùng với triết lý Give What You Want, trao đi điều bạn muốn, được lan tỏa và phát triển mạnh mẽ. Và chỉ trong 3 năm, chúng tôi đã trao thêm 417 căn nhà tình thương, 19 cây cầu và 8 điểm trường, nâng tổng số ngôi nhà được trao tặng là 3. Hành trình gieo hạt của cộng đồng DCI Việt Nam thật sự quá nhiều cảm xúc. Có đi đến tận nơi, tận mắt chứng kiến, tận tay chạm vào những giọt nước mắt hạnh phúc của những đồng bào được giúp đỡ, chúng tôi càng thêm yêu và trân trọng những việc mà mình đang làm. Tin chắc rằng những điều tuyệt vời ấy có được chính là nhờ sự đóng góp và lan tỏa từ chính trái tim yêu thương của bạn, những thành viên tử tế của cộng đồng DCI Việt Nam. Không chỉ thu hút cộng đồng DCI Việt Nam trong nước, những hoạt động ý nghĩa đã lan tỏa
và nhận được sự hưởng ứng khắp nơi trên thế giới với hơn 40 căn nhà đến từ những nhà tài trợ nước ngoài. Chúng tôi xin được cảm ơn Ngài Jesse Michael Ross, Chủ tịch của DCI Toàn cầu. Xin được cảm ơn Ngài Scott và bà Ulrich. Xin được cảm ơn bà Uta đến từ Đức. Xin được cảm ơn gia đình Reggie and Dua đến từ Mexico. Xin được cảm ơn Melian Team đến từ Singapore. Xin được cảm ơn bà Vivian đến từ Trung Quốc. Xin được cảm ơn nhà tài trợ Savina đến từ Hồng Kông. Xin được cảm ơn bà Vivian Yua đến từ Malaysia. Xin được cảm ơn Ngài Nick Lasso đến từ Mỹ. Xin được trân trọng tất cả những nhà tài trợ đến từ khắp nơi trên thế giới đã đồng hành cùng với DCI Việt Nam. Tính đến nay, cộng đồng DCI Việt Nam đã trao tặng 'Lan tỏa yêu thương, chúng tôi đến với những trẻ em mồ côi và thăm, chăm sóc những người già, neo đơn ở viện dưỡng lão. Chuyến xe không đồng, chúng tôi giúp những người lao động nghèo, những người yếu thế trong xã hội được về quê ăn Tết. Hay chương trình phủ xanh yêu thương. Phóng sinh yêu thương, chúng tôi lan tỏa những giá trị tử tế đến cộng đồng. Càng đi, càng chứng kiến, chúng tôi lại càng biết rằng nhiệm vụ của mình là phải tiếp tục hoàn thành sứ mệnh đầy ý nghĩa này. Đó chính là sự giúp đỡ thật nhiều hơn nữa những hoàn cảnh khó khăn và đặc biệt không để một ai bị bỏ lại phía sau. Nhìn lại hành trình vừa qua, chúng tôi hiểu được hạnh phúc không tự nhiên mà có, mà do chính chúng ta tạo dựng nên. Được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên môi của các em nhỏ, nhìn thấy người dân khắp nơi trên mọi miền tổ quốc có thể vượt qua những khó khăn, có thể có được ngôi nhà vững chãi cho mình, những nhịp cầu vững vàng được nối qua sông, những hành động đẹp được lan tỏa, chúng tôi lại thêm phần nào động lực và cố gắng hơn nữa. Và chúng tôi nhận ra đó chính là vẻ đẹp tuyệt vời nhất, vẻ đẹp của sự cho đi và vẻ đẹp của hạnh phúc. Những giá trị tích cực đã lan tỏa khắp đất nước Việt Nam, những cuộc đời mới đã mở ra. Biết ơn bạn vì đã đồng hành cùng DCI Việt Nam. Hãy tiếp tục gieo trồng những hạt giống tốt đẹp cùng với chúng tôi, bạn nhé. DCI Việt Nam, chào!